Vâng ạ, xin chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Thì mình nhận lên một cái list giới thiệu một số cái mẫu đồng hồ treo tường hàng Nhật mãi cho tất cả quý vị các bạn cùng tham khảo, và bạn nào mà ưng cái chiếc nào thì gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Đấy, vừa rồi thì mình đã quay qua tổng thể một loạt mấy chiếc, hôm nay gồm 8 chiếc nhé. 8 chiếc thì có cả đồng hồ cơ cơ quắt và đồng hồ pin chạy pin. Đó. Rồi, và đây, bây giờ là để đi vào chi tiết từng chiếc thì mình sẽ quay chiếc đầu tiên. Chiếc đầu tiên là một chiếc đồng hồ hàng Nhật xuất xuất châu Âu ấy. Đó, chiếc này là đồng hồ quả lắc nhé, máy hai lỗ quắt gông vòng, thùng gỗ rất đẹp luôn, đóng theo phong cách châu thì quá đẹp. À đó, tất cả những cái đường chạm khắc này rất đẹp tinh vi nhé, gỗ gỗ thịt luôn này, và tất cả những cái đồ này toàn đồng hết này, đồng hết nhé, từ cái móc treo móc đỡ đều đồng hết này, bản lề tay khóa đều bằng đồng hết này. Đó, nói chung là hàng rất là xịn sò và chất lượng này. Từ cái gờ để gắn kính này họ cũng làm tất cả bằng đồng hết này. Đây là những cái chiếc đồng hồ cổ được sản xuất từ những cái năm tầm 192 mấy, 3 mấy đó. Nên là chất lượng nó rất là ok. Đó, bền bỉ cùng thời gian. Đây là mặt sau này. Đó. Chiếc này zin bản 100% nhá, chạy ok hết rồi, mình đã test rồi. Đó, bên trong của máy này. Quá đẹp luôn. Toàn bánh răng bằng đồng, bằng gươm vàng. Đây là mình đã tra dầu và test chạy ok hết rồi nhá. Chiếc này là mỗi giờ nó sẽ gõ tiếng chuông. Để làm thế này thì cái này là do cái nó đánh nên là không được tiếng chuông, nó không được ngân bằng mình treo nhá. Mình để nằm đâm là một mình làm video nó hơi khó chút. Đứng lên là tiếng chuông nó sẽ ngân hơn. Mã số 1 đây nhá. Mã số 1 này có giá là 1.800.000 này. Đầy đủ hết quả lắc nhá, đầy đủ hết tay khóa nhá. Video ngày mùng 2 tháng 3. Mã số 1 rồi nhá. Có giá 1.800.000. Rồi, tiếp theo là mã số 2 nhá. Mã số 2 này là một chiếc đồng hồ điện tử chạy pin. Thương hiệu là Casio. Chiếc này khung gỗ rất đẹp nhá, khung gỗ kim hoa văn rất đẹp luôn. Zin bản 100% chạy chuẩn rồi. Mã số 2 nhá. Có giá là 550.000. Mã số 2 có giá 550.000 khung gỗ. Thì chiếc này thì kích thước của nó thì thường thường nó rơi vào tầm đồng hồ Nhật thì nó hơi hơn 30 cm. Cái này chưa đến, cái này thì có 28,5 28,5 vuông nhé. Mã số 2 có giá 550.000. Tiếp theo là mã số 3 nhé. Mã số 3 là một chiếc Senco. Senco chiếc này nó là khung nhựa giả gỗ này. Mặt số nổi nhé. Số nổi này. Tất cả những cái mặt này nó đều là nhựa đúc hết nhé. Sau đó nó được sơn tĩnh điện rồi gì đó. Nói chung là rất xịn luôn. Máy chạy máy lớn. Pin chung. Tất cả con rất đẹp là từ con ốc rất đẹp keng luôn nhá. Máy Senco chạy một quả bên trung nhá, rất đẹp luôn. Máy zin bản 100% mà chạy chuẩn giờ. Mã số 2 này có giá là 700.000 nhá. Mã số 3, xin lỗi, mã số 3 700.000 này.
Senco, máy lớn pin chung, cọc số nổi nhá, số nổi đúc luôn. Tiếp theo mã số 5, mã số 4, rồi, lẫn hết rồi. Mã số 4 nhá, là một chiếc đồng hồ Senco nữa. Senco chiếc này mặt gỗ, gỗ đẹp keng rất nặng luôn nhá, gỗ sơn bóng, soi gương đẹp. Đấy, mặt nó cũng là mặt bằng nhôm mạ đồng nhá, mạ đồng màu mỡ gà rất đẹp này. Đó. Số nổi luôn, mặt số 2 lòng, máy Japan xịn này. Cái chiếc này có kích thước là 33 cm, kích thước 33 cm, gỗ rất dày nặng luôn nhá. Cái viền này là viền bằng kim loại được mạ chrome màu vàng bóng. Máy này, máy Japan xịn luôn nhá, quay nó hơi lóa chút. Này còn nguyên quả pin của Nhật luôn nhá, nguyên quả pin Nhật, bên Nhật về hãng còn pin Nhật mắt xeo xịn này. Máy Japan xịn nhá. Đồng hồ bên mình bán là máy chiếc nào Japan là báo Japan xịn, còn chiếc nào mà bị thay là nói rõ thay, còn bán giá thanh lý, không lẫn lộn như các chỗ khác nhá. Các bạn mua yên tâm luôn. Chiếc này mã số 4 này, mã số 4 có giá 800k nhá. Số nổi, mặt mạ đồng vàng rất đẹp luôn, gỗ bóng xoay gương đẹp luôn nhá. Mã số 4 giá 800k. Tiếp theo là một chiếc Senco nữa. Chiếc Senco, chiếc này là máy kim trôi hình bát giác, khung gỗ rất đẹp nhá. Con này nó là máy SKP này. Máy SKP nhá, SKP xịn luôn đấy. Zin bản 100% chạy chuẩn giờ. Mã số 5 mà nhá. Mã số 5 có giá để cho các bác 650k này. Một con kim trôi mà đẹp chạy chuẩn giờ, giá chỉ có 650k. Ok, và bây giờ sẽ đi vào ba chiếc đồng hồ cơ cót này nhá. Cơ cót ba chiếc đều có một hãng là Aichi Super S. Đấy, cơ quát 30 ngày. Mã số 6 là một chiếc Aichi. Đẹp zin bản luôn nhá, chạy ok. Thùng vách đẹp. Có lắc bóng xoay gương được. Chiếc này là 30 phút gõ chuông 1 tiếng. 5 giờ sẽ gõ 5 tiếng, 6 giờ gõ 6 tiếng. Này tay khóa zin luôn nhá. Này tay khóa của nó Aichi này. Chiếc này đánh 20 đồng bạch. 20 đồng bạch, tiếng rất hay nhá. Máy zin bản 100% chạy chuẩn giờ. Chung mình đã lau dầu mà test ok rồi nhá. Sáu giờ gõ 6 tiếng. Đấy. Mã số 6 rồi nhá. Mã số 6 này có giá là 1.700.000. Giá rất đẹp luôn đấy. Riêng cái dòng này dùng quá bền là ok rồi. Bác cũng cái tầm tiền đấy, các bác mua mấy cái đồng hồ Radio Control thì thứ nhất là rất khó chỉnh giờ, thứ hai là rất tốn tiền pin, thứ ba nữa là rất nhanh hỏng. Đó. Nói chung là tùy sở thích của mỗi người, thì cái đấy là nó là sở thích thì mình không nói, là như đang nói về cái độ bền, độ sang thì những cái dòng cơ cót này nó vẫn là đỉnh nhất rồi. Rồi tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng là một chiếc Aichi cơ quát 30 ngày.
Đấy, thì chiếc này thì hàng nó về nó bị thiếu mất quả lắc này nhá, thiếu quả lắc. Các bác sẽ tìm quả lắc, mua quả lắc giống y như vậy này, vào cái tay khóa này. Đó. Còn nó máy zin bảo 100%, chạy ok luôn này, mình đã test nâu dầu hết rồi, máy rất đẹp luôn, máy đẹp, tất cả máy là đều đẹp như thế này. Đó. Bật flash là tiếng nó hơi bị loá tí, toàn đồng vàng ươm nhất nhá. Chiếc số 2 này cũng đánh hai gông đồng bạch. Chiếc này thiếu đồ nên để ra tốt cho anh em về mua đồ nhá. Mặt nó thì nó hơi bị xấu tí nữa. Đó. Kính cung còn đầy đủ hết nhá. Thùng gỗ đẹp luôn. Đó. Mã số 7 này nhá. Mã số 7 này bán thanh lý cho anh em là 900k. Bác mua một cái tay khóa với một cái quả lắc như này là sẽ thành một bộ ok luôn nhá. Và cuối cùng vào video của ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Aichi. Aichi thì chiếc này thì đây cái mặt của nó này, mặt của nó là mặt inox nhá. Mặt của nó là mặt inox, mặt inox rất là bóng nên là cái sơn tĩnh điện này một thời gian thì nó bẩn lâu nó sẽ bị bay đấy. trông nó không được đẹp thôi thì lại bán thanh lý. Đây tình trạng máy là chạy ok hết nhá, máy chạy ok nhé này. Kính bên trên là kính bị vỡ nè, kính bên trên bị vỡ, kính bên dưới vẫn còn ngon. Đó, mặt số đây, máy chạy ok, kim này zin hết, thiếu tay khóa, thiếu quả lắc. Đó, mặt gỗ vân venu rất đẹp luôn nhá. Chiếc này thanh lý 750k, 750k nhá. Nói thật với các bác đây là giá quá tốt là cho mấy đồng hồ cơ này, bọn đem đi mua hàng lô không được test, không được biết cái gì hết, không biết vỡ mới lại đủ đồ hay không thì cũng phải giá trên 1 triệu. Đó. Về đây là bán giá là toàn giá test rồi, nó như nào là báo sẵn cho các bác biết, các bác yên tâm. Mã cuối cùng ngày hôm nay là mã số 8 nhé, giá 750k. Đó. Rồi kết thúc video, mình xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ kênh trong suốt những thời gian qua. Đó. Và các bạn hãy nhớ chia sẻ, đăng ký để hiểu được, nên được biết được những cái video mới nhất bên Bình ra nhé. Và rồi, kết thúc video, mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn tại những video clip tiếp theo.